Tình bạn là mối quan hệ gần gũi và thân thiết, cũng như là giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong hành trình, chặng đường đời của mỗi người. Và kiếm đâu ra những người bạn vừa giúp đỡ mình trong công việc, vừa giúp đỡ mình trong học tập nhỉ? Và ba thầy cô tham gia cùng mình trong video ngày hôm nay sẽ giải đáp điều đó với các bạn. Cùng đón xem nhé! Học cùng nhau, chơi cùng nhau, nhưng có thể nhiều điều mà các thầy cô cũng chưa biết về nhau. Và dưới đây là list các câu hỏi được lấy từ bộ 36 câu hỏi của giáo sư Arthur Aaron sẽ giúp các thầy cô thân thiết hơn hay là khăng khít hơn. Liệu có thể không? Cùng đón xem nhé! Mình muốn dịch chuyển tức thời. Mỗi lần mình ngủ dậy mình cứ nghĩ mình đi bộ khoảng tầm mấy 2 cây à, để đến lớp học ấy, mình không muốn dậy nữa. Thế nên là mình đi học. Kệ tao. Nên là mình muốn tậm chân một phát đến nơi luôn. Đỡ phải đi. Mình luôn ao ước có được khả năng chữa lành. Mình chơi. Chính mày đã tạo ra những nỗi đau ấy. Rồi chính mình rất là mỉa mai người khác, nhưng mà mình luôn ao ước có khả năng chữa lành. Mỉa mai họ vừa chữa thành thợ. Vừa đấm, vừa xoa các bạn ạ, vừa đấm vừa xoa. Mình sẽ đấm thật đau, sau rồi mình sẽ chữa lành được. Mong vậy. Còn mình thì muốn có khả năng được kệ, được không quan tâm, để bỏ ngoài tai những lời của những cái người xấu tính như thế này nói ấy. À, từ lâu thì mình đã rất là mong muốn tạo ra một cái blog riêng cho bản thân mình, để mình có thể chia sẻ và mình có thể viết. Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến chuyện làm blog thì mình cảm thấy nó rất là daunting, rất là đáng sợ với khối lượng công việc mà mình phải làm. Vậy nên mình đã quyết định là mình sẽ trì hoãn việc lập blog đó cho đến khi nào mà mình cảm thấy là mình không còn gì khác để làm để có thể trì hoãn việc lập blog ấy nữa. Blog các thứ, nhưng mà tao ngại cái khâu làm mấy cái về visual ấy, kiểu content các thứ thì mình lo được, nhưng mà mấy cái đấy thì theo mình cũng cần hỗ trợ. Hay tao mới collab đi. Bài cậu. mình muốn học nhạc cụ. Mình muốn học một nhạc cụ từ lâu, chắc cũng lâu rồi. Vì có, chắc là Tết tầm 2 năm trước mình có thử tập guitar, nhưng mà mình tập được 3 ngày ạ. À. Xong rồi cái ngón tay kiểu nó ngắn quá, nó không với được đến cái dây đấy. Là đau quá nên mình đã từ bỏ. Thế nhưng mà mình lại thấy mọi người chơi guitar ngầu quá, nên là mình cũng muốn, nếu mà có thời gian thì mình sẽ tập ạ. Xong trước bỏ chơi bóng rổ. Cả hai. Tham vọng. Mình thì mình muốn được đi sang Tây Ban Nha. Thì nếu như mà các em học sinh của mình mà đang xem video này thì sẽ biết mình là fan của Barcelona, và mình là fan Barcelona được hơn 10 năm rồi. Và mình luôn muốn được, nếu như mình không làm giáo viên thì mình nghĩ là mình sẽ đi làm biên tập viên thể thao. Đấy chắc là sự thật thà, kiểu chân thành, sự chân thành với nhau. Nói chung là ví dụ như đây, ở đây mình có 2 người bạn, tất cả những điểm xấu của họ mình sẽ lôi ra trước mặt họ thay vì nói sau lưng, và tất cả những điểm tốt của họ thì mình sẽ đem ra sau lưng. Bởi vì khi mà người khác chê bạn mình thì mình sẽ cầm bá lại họ, nhưng mà trước mặt bạn mình thì mình sẽ chê bạn. Vậy nên là nếu như ta có nói gì tổn thương thì cũng hãy tin rằng đằng sau ta đang bảo vệ chúng mày, hiểu không? Nói chung là sự chân thành là không phải là kiểu ở trước thì nịnh bợ và đằng sau thì nói xấu, mà là mình thấy được cả mặt tốt và mặt xấu, và mình không cần ngại nói ra cả hai mặt đấy đối với lại những người bạn của mình. Tức là điều mình trân trọng nhất ở tình bạn sẽ là sự có mặt, sự hiện diện ấy. Bởi vì như Giang nói lúc nãy về mình ấy, thì mình là một người rất là hay nghĩ, và tức là mình luôn luôn làm mọi thứ rất là phức tạp lên từ những cái chuyện nó nhỏ nhất ấy. Đôi khi có những cái mà mình
biết đáp án rồi, mình biết mình sẽ làm gì rồi, nhưng mà mình vẫn phải thể hiện cái mạch suy nghĩ đấy của mình ra ấy, và mình đã cần bạn của mình ở bên cạnh mình những lúc đấy. Cái điều mà mình trân trọng nhất ở tình bạn thì mình thấy cũng khó gọi tên ấy, nhưng mà kiểu mình muốn là lúc mà mình ở bên cạnh cái bạn đấy và mình cảm thấy kiểu thoải mái ấy, mình cảm thấy vui và mình cảm thấy mình kiểu chính là mình ấy. Thực ra là mình cũng hơi hướng nội một chút là với những cái người mà mình quen sơ thôi, thì mình kiểu không nói mình là một người rất là ordinary, rất là bình thường như là Lân bảo. Nhưng mà kiểu nếu mà đấy là cái người bạn của mình mà mình thực sự có thể kiểu chia sẻ được, hay là kiểu mình thực sự là thân thiết, thì kiểu bạn ấy sẽ kiểu nhìn thấy cái con người của mình ấy, thì cái mà mình được bộc lộ bản thân mình thực sự ấy, thì đấy là cái mà mình cảm thấy thoải mái nhất trong tình bạn. Để em nhìn xem là lúc mà bọn em có người yêu thì bọn em còn chơi với nhau không. Và nếu các bạn có 8.0 IELTS và muốn thử sức làm giảng viên thì đừng quên apply vào phần đăng ký dưới phần mô tả của video này nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.